Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn. Hôm nay trưa ngày 11 tháng 5 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là trước cổng chùa Minh Quang, Minh Đăng Quang chứ. Chùa, một ngôi chùa rất là lớn và ngôi chùa được giữ nhiều cái kỷ lục ở Việt Nam. Ngoài là ngôi chùa ra thì ở đây còn là nơi để đào tạo các Phật tử, nơi để dạy các tăng lữ về Phật pháp. Và trưa hôm nay thì em có việc đi ở khu vực Thủ Đức, quận 2. Sẵn đây trên đường về chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây. Đây là khu vực giao lộ Mai Chí Thọ với lại ở bên kia là xa lộ Biên Hòa, là xa lộ Hà Nội ngày nay. Đi thẳng hướng này là mình đi về Thủ Đức nè, đi thẳng theo xa lộ Hà Nội nè. Và hướng ngược lại chúng ta sẽ đến cầu Sài Gòn, đến khu Vinhome. Hôm nay thì em có việc đi qua khu Vinhome rồi đang trên đường về. Hôm nay em về ở cái đường xa lộ Hà Nội, quẹo qua Mai Chí Thọ. Rồi sẵn đây dẫn anh chị và các bạn chúng ta nhìn lại khu vực này. Một ngôi chùa rất là lớn, bắt đầu chúng ta bắt đầu từ đây. Mình sẽ xuất phát đi về quận Nhất, đi qua hầm Thủ Thiêm. Ngôi chùa này được thành lập năm 1968 theo những tài liệu mà em tìm hiểu trên internet, thì chắc có lẽ ở những năm đó thì chắc có lẽ nhiều anh chị cũng biết ngôi chùa Minh Quang này ha, Minh Đăng Quang chứ. Theo ngôi chùa thuộc hệ phái Khất Sĩ, do ông Minh Đăng Quang sáng lập năm 1944. Những tượng đá mỹ nghệ, tượng Phật nè, một ngôi chùa rộng 37.000 mét vuông, khoảng 4 mẫu, rất là lớn khu vực này. Và ngày nay không biết ngày xưa thì như thế nào, nhưng mà ngày nay thì ngôi chùa nằm ở hai mặt tiền, rất là lớn luôn. Trời hôm nay rất là nắng, anh chị thấy nhiệt độ bây giờ khoảng 36, 37 độ C. Và chúng ta thấy nè, mà giờ này có xe lại hư nữa. Đó, thấy không? Đó, chiếc xe hơi này hư là mệt mỏi luôn, giữa trời trưa hè nắng gắt thế này. Cái quang cảnh ở đây chắc có lẽ rất là xa lạ với rất nhiều cô chú anh chị mà ở các tỉnh khác. Xa lạ hơn nữa nếu các anh chị ở các đất nước hải ngoại, khi mà xa Sài Gòn rất lâu rồi thì hôm nay mình nhìn lại cảnh này mình không biết ở đây là đâu. Nếu mà em không nói thì chắc là cũng khó hình dung. Ở đây đường mới rồi, đường thì được mở rộng rất là nhiều làn đường luôn, ngay cả nếu mà chạy xe mà không có bản đồ, không có bản đồ định vị là mình không biết cái đường này sẽ đi về đâu luôn á. Nó sẽ rất là nhiều ngã rẽ, chạy sai là mình đi vòng lại xa lắm. Đó, như đây là đường Mai Chí Thọ nè, đường này thẳng ra bên kia là hầm Thủ Thiêm luôn nè. Ở đây là cái lối mà từ Thủ Đức, từ Thủ Đức đi lên cái cầu vượt rồi quẹo theo cái cầu á, thì chúng ta xuống đây là Mai Chí Thọ quận 2. Hôm nay mình thấy bầu trời trong xanh ghê chưa. Nãy giờ chưa đi khỏi khu chùa này nữa nè. Chùa này rất là lớn, có 4 tòa tháp luôn. Xung quanh đây thì mình thấy nó hơi tùm, không biết thuộc khuôn viên của chùa không hay là như thế nào. Ngôi chùa này nè, lớn ghê chưa. Một ngôi chùa giữ rất là nhiều kỷ lục ở Việt Nam. Không biết ngày xưa có cô chú anh chị nào đi ngôi chùa này hay chưa. Và ngày nay chắc có lẽ mình nhìn không ra ha. Ngày nay xây lên rất là nhiều cái tòa tháp. Tòa tháp này có 9 tầng, cao 37 mét.
Phật Xá Lợi, ở tháp Xá Lợi, rồi nhiều tên em nói chung không có không nhớ hết. Tháp Ca Diếp. Mình ra đây là khỏi cái khu vực tháp chùa Minh Quang rồi nè. Qua khu vực chùa thì chúng ta đến những cái building. Những building, những chung cư cao cấp của Novaland ngày nay. Ở đây chúng ta thấy những con đường này nó khác với những con đường ngày xưa. Mình thấy ngày xưa thì cột điện rất là nhiều ha. Ngày nay thì những khu mới này thì không có cột điện nữa. Điện thì âm hết rồi. Và ở đây có rất nhiều biển báo. Nếu mà không quen đường, không có rành đường, không có bản đồ định vị nữa thì ngơ chạy những con đường này dễ chạy sai làn đường. Nhớ trong đây là làng tổng hợp nè, ở ngoài kia là làng xe hơi, xe tải. Thì nếu mà mình chạy ngoài kia muốn quẹo vô đây thì mà không có định hình trước cái khu vực thì mình khó mà quẹo. Những căn hộ ở đây nè. Ngày nay quận 2 thì được xây mới hoàn toàn luôn rồi, nên mình nhìn thấy nó rất là xa lạ. Đây là con đường Mai Chí Thọ, phường An Phú. Nhìn những khung cảnh này giống như ở nước ngoài ha. Ở quận 2 ngày nay thì được nhắc đến như là một khu mà phải nói là giàu có, rất là có tiềm năng. Nhưng mà đất đai ở đây thì mắc, luôn luôn mắc. Bây giờ đã mắc rồi, khi mà để dành tiền tới khoảng thời điểm này thì chắc để dành đủ tiền tới cái khoảng thời gian tới cái điểm này rồi, chắc tới đó nữa thì chắc cái số tiền của cái tỷ giá đất đai ở đây nó lên gấp mấy lần nữa rồi, không bao giờ để dành tiền được. Ở đây thì có khuôn viên trồng cây kiểng, nhìn đẹp dễ sợ. Những cây tùng, những cây xanh được tạo hình tạo dáng rất là đẹp luôn. Ở đây chắc là dịch vụ cho thuê hoặc là mua bán đó. Đất đây còn trống quá trời đông, nhưng mà có lẽ là do người ta chưa xây thôi, chứ chắc cũng có chủ hết rồi. Hồi xưa ở đây đất đầm lầy, đất lau sậy, nhưng bây giờ thì đất vàng, đất kim cương không à. Những khoảng trống trống này thấy vậy chứ mua không nổi. Mình đi xíu nữa sẽ có ngã ba bên cánh trái, cái ngã rẽ đó thì đi vô cao tốc luôn á, vô cao tốc Long Thành, Sài Gòn Long Thành dầu dây, đi về Vũng Tàu luôn. Ở đây có những ngã rẽ để đi ra nè. Nếu mà mình không có định hình trước cái vị trí là mình không có quẹo ra được. Tại vì ở trong đây hồi là không quẹo được nè. Nếu mà xác định quẹo thì phải chạy cái len bìa. Ở đây có 3 len, ở cái làn đường này có 3 len. Nếu quẹo thì quẹo cái len bìa để quẹo. Nhà đây mát ghê chưa, có vườn cây, có nhà, có ao cá nữa chứ. Trời ơi.
Chắc có lẽ ở đây thì thuộc đất quy hoạch rồi, không được phép xây dựng, nên mình còn nhìn thấy những căn nhà mái tôn. Chứ ở đây khu cao cấp thế này thì đâu có thể, mình đâu có để nhà mình mất giá như vậy được. Chắc có lẽ là đang nằm ở cái khu vực dự án gì đó. Ở đây có những bãi xe, gara, những bãi phế liệu, khu xóm hiếm hoi còn lại ở ở quận 2 này. Và trước mặt anh chị đó là con đường Lương Định Của. Lương Định Của nếu mình quẹo phải sẽ ra xa lộ Hà Nội, còn quẹo trái thì sẽ đi đi Vũng Tàu luôn đó. Nắng quá. Bây giờ là gần 1 giờ trưa. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Mai Chí Thọ. Anh chị đợi chút xíu nha. Đây đèn đỏ lâu quá. Đó, nắng ở Sài Gòn mình thấy người ta phơi nắng. Đi xe hơi thì cũng có nỗi khổ của xe hơi, mà xe máy thì cũng có nỗi khổ của xe máy, do là thời tiết thì phải chịu đó. Chỗ này như giống như cái chợ vậy đó, thấy có bán cá bán tôm đây kìa. Có một cây trứng cá ở ngay gốc rồi, chúng ta tiếp tục. Hôm nay dẫn anh chị và các bạn đi một vòng ở quận 2 để mình thấy được cái quang cảnh ở đây, để mình thấy được ngày trời đỏ lửa nóng như thế nào ha. Rồi, nếu mà đi ngoài đường mà không mặc áo khoác, không mặc áo khoác giờ này là coi như là chịu không nổi luôn á. Để anh chị nhìn hình ảnh là biết nó nắng cỡ nào rồi ha. Nếu mà anh chị và các bạn ở khu vực khác mà đến Sài Gòn là đổ đảm nắng cho bằng kinh khủng. Còn các anh chị ở các đất nước mà xứ lạnh đó là bó tay luôn, giờ này không dám đi luôn. Ở đây mình thấy còn thấy những con rạch ôm chạy lố qua rồi. Ở đây là những đây là ngôi trường quốc tế mà các con em của những người có tiền đó, có điều kiện đó thì người ta học ở đây. Ở quận 2 này nói chung bây giờ như là ở nước ngoài vậy đó, cái gì cũng quốc tế không à. Đa số những chuyên gia, những người nước ngoài thì họ ở bên quận 2 này nhiều. Ngay cả những cầu thủ rồi những huấn luyện viên cũng vậy. Họ ở có khu nha, ví dụ như cái chung cư thì đa phần là người Nhật ở thì là tập hợp những người Nhật không à, là giống như là họ chuyên cái giống như cái building này chuyên cho dành cho người Nhật luôn vậy đó. Nên nhiều khi họ ở mình tưởng đâu là đi vô nước Nhật không à. Có khu thì hàng người đại hàng ở, có khu thì người Việt ở. Nhìn đây, nhìn những cái building ở bên đây là thấy là nó khác với
khác với cái building lúc nãy. Nhìn thiết kế là mình thấy nó khác rồi. Ở đây nắng quá, người ta bán nước ven đường để kiếm thêm thu nhập. À, đường buổi trưa anh chị thấy không? Không ai chạy xe hết trơn. Nắng quá trời nắng luôn. Thỉnh thoảng thì có một vài xe qua thôi. Lúc trước ở đây có một cái khu ruộng làm ruộng, nhưng mà nay người ta rào lại rồi, chắc là nằm trong khu quy hoạch nữa. Quận 2 bây giờ khu nào cũng quy hoạch chân á. Ở đây có cái vườn cây kiểng. Chắc là những cái vườn này thì cũng nằm trong khu quy hoạch luôn, nên không có xây nhà, xây cửa gì hết, chỉ để trồng cây thôi, để cho thuê mặt bằng trồng cây, khi nào người ta triển khai dự án thì người ta lấy lại hay sao á. Những ngôi nhà tạm bỡ bằng những cái container nè. Đây thấy container, ở trong những container này để giữ vườn. Đoạn này mát quá trời mát. Đó, nhìn như là ở quê vậy đó. Đó, thẳng cái lối này mình đi qua hầm Thủ Thiêm nè, đi qua bên kia quận nhất. Từ ngôi chùa Đăng Minh Quang lúc nãy thì đi về quận nhất chắc cũng phải 5-7 km, mà giờ nắng quá làm biếng đi luôn. Ngày xưa khi mà nói tới Thủ Thiêm là mình nói tới một cái khu mà đường mòn rồi lao sậy um tùm, không ai để ý tới, rất là ít những con đường lớn. Nhưng mà ngày nay thì thấy đa số là những con đường thế này không à, nó nhìn đẹp hoàn toàn. Đây có cái khu ẩm thực Hướng Dương, khu giống như là quán ăn sân vườn vậy đó. Ở đây là phường Bình Khánh, quận 2. Xíu nữa mình sẽ đi ngang một cái khu cao cấp nữa, ở nằm trên mặt tiền con đường này luôn nè. Đây chị thấy được cái hạ tầng ở đây ha. Khi mà mình có dịp hoặc là có dự định đến Sài Gòn để mua nhà, mua đất, là mua căn hộ, thì mình cũng thấy được cái khu này nó như thế nào. Khu này là bằng là người ta trồng cây không à. Trồng cây làm vườn. Nuôi cây xanh. Tùng La Hán Nhật Bản. Làm ở đây những cái cây được làm theo phong cách ở Nhật. Tròn tròn. Có hòn non bộ rồi. Bên đây là đảo Kim Cương nè, ở bên trái nè, là đi qua cầu tới khu đảo Kim Cương. Là một cái đảo khi mà ở trên nhìn xuống thì nó có hình viên kim cương. Không biết phải do là cái hình của ngôi đảo mà được đặt tên như vậy hay không nữa, hay là đảo đó lúc trước có rất nhiều kim cương. Tới đây là khu căn hộ sang trọng nữa nè.
thì những căn hộ nào mà mình nhìn thấy sang trọng là mình biết liền à. Cái kiểu xây của người ta với lại cái quy mô nó không có như những căn hộ tái định cư nó khác. Mà nhìn vô là mình thấy là nó cũng nói chung cũng khó diễn tả. Những lô ngày xưa ví dụ như lô A, lô B, lô C thì ở đây người ta đặt cái tên cũng khác như Bali, Bali 1, Bali 2 hoặc là Lắc View 1, Lắc View 2 hay là Park 1, Park 2, Tour 1, Tour 2. Đặt tên nghe nó sang sang. Kèm theo cái giá tiền nó sang sang hơn. Ở đằng kia là Bali 1, cái này là Hawaii 2. Hawaii 2 1. Những cái tên chung cư ngày nay thì nói chung cái nó mang hơi hớm của nước ngoài nhiều. Như hồi xưa thì tên nào là ý nghĩa đó, dù như cư xá ngân hàng là biết dành cho những công nhân viên chức ngân hàng, hay là cư xá đường sắt dành cho những công nhân đường sắt, hay là nói chung những cư xá gì đó thì nó mang cái tên rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Còn bây giờ thì mang những tên đó, mang những tên ở nước ngoài để bán cái giá ở nước ngoài theo cái giá nước ngoài. Ở đây còn con rạch hiếm hoi ở quận 2 nè, một trong những con rạch rất là lớn như rạch này, rạch Cá Trê. Nhìn qua bên kia là Landmark 81 đó. Tòa nhà Landmark ở đâu mình cũng nhìn thấy hết trơn, các hướng đi vô Sài Gòn đều nhìn thấy hết, từ hướng đông tới hướng tây. Và video đến đây chắc cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Một số hình ảnh ở quận 2 và đi ngang qua những cái khu sang trọng để chị thấy được cái mỹ quan cũng như cái hạ tầng ở đây, để mình hình dung được khu quận 2 Thủ Thiêm ngày xưa, ngày hôm nay nó như thế nào ha. Và một lần nữa thì xin cảm ơn đến toàn thể của chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Quên nữa, hôm qua thì có cái clip em đi vòng Nguyễn Trãi, nhưng mà em nói lộn ngày. Ngày 10 tháng 5 thì không phải là ngày lễ ở hải ngoại. Tại vì bữa trước thì Nị nói cái em nhớ, ủa ngày trước là ngày 9. Ngày 9 là ngày của mẹ, cái ngày 10. Ngày 10 là ngày của cha luôn. Cái thành ra em định lưu như vậy luôn, rồi nói lại nói sai, mong bà con cô bác thông cảm nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quên nữa, cái lời giải thích mà để ở cuối cùng vậy, chắc không biết ai coi tới khúc đoạn này hay không nữa. Nếu có cô chú anh chị nào mà coi tới đoạn này cho xin cái comment ha. Rồi bây giờ thì bye bye anh chị, cô chú anh chị và các bạn.